Chị xin chào bà cô bác anh chị em các bạn nha. Thì hôm nay anh rảnh thì cũng đi lên chỗ cái khu vườn sầu riêng nè mọi người, nhưng mà vườn câu với dưới mấy sông. Đó, đây khu này đây. Thì chủ yếu câu cá mè dinh, cá cha nó ăn thì cũng được nha. Để vườn sầu riêng nữa biết sao vườn nè. Mấy cái mương này thì thở mè lâu rồi cũng không có vô câu thử nữa, không biết nó có ăn hay không. Mà tại lúc này á mưa bão mấy đám lớn á, rồi cái nước gì nhiều á, cá mè dinh quá trời luôn, thì thôi mình câu đại đi chơi ha. Đó thì con mè dinh thì trường câu cá Bình Hoa đó, dưới cắm gà con ha. Đó nhìn trộm luôn rồi đó. Rồi đây mới mua cái cây để gác cần câu đại nè mới rồi. Thì mình không phải chuyên nghiệp ha, chủ yếu câu đại thì câu cái phao dài á cho nó vui thôi. Đây trường làm chục làm mà này cái sẵn hết nè. Đó bây giờ móc mồi cái quăng ra đó nha. Đây móc hai cục mồi vậy ha. Tập câu đài chơi mà dạng mình nghiệp dư mà câu chủ yếu là giải trí thôi, miễn sao cá nó ăn giật là rồi dính là vui rồi. Để trường dơm gần phao luôn nha mọi người. Toàn con đầu tiên nha. Ủa, hai con luôn mày ơi. Hai con luôn. Con bự con nhỏ. Đây cá này ăn mềm lắm nha, cá nhỏ nhỏ gì nè. Nóng phao rồi kìa.
ăn để ăn á. Ăn luôn thì mới ăn luôn à. Giờ hả đang dơm ra ghẻ ăn luôn. Trời ơi, cái miếng này không nổi ơi. Nó cá bự. Lúc tao luôn mới bỏ lúc tao rồi. Mất hết con này được bự nè.
Nó bự dữ. Hết sự tự ra. Ghê luôn mới ghê. Ừ. Vô. Người ơi. Này nếu mọi người coi nó hơi tối xíu nha. Tại vì trường đứng ngược chứ bên nắng chói xuống á, xuống dưới nước nè. Ý là mình dơm gần cái máy luôn á mà thấy phao như thấy nó không có rõ luôn. Mọi người thông cảm nha. Rồi, giải trí nãy giờ cũng được nhiều ha. Thì thôi chị hẹp lại mọi người video sau nha.